mời các bạn thưởng thức bữa tối của mình nha. Hôm nay mình cắm trại buổi tối nhá. Trong rừng sâu luôn. Món bánh chính mình chuẩn bị từ nhà đi. Hôm nay mình cắm trại buổi tối nhá. Mình có chuẩn bị cái bóng tích điện này. Và tí lúc nữa mình sẽ ăn mía nướng. Hôm nay mình sẽ ăn trong rừng luôn. Một mình cắm trại trong rừng. Mời các bạn nhá. Mía nướng lên rất là thơm nha các bạn. Có vị ngọt của mía. Thôi bây giờ mình sẽ rắc mía nhá. Có bạn nào được ăn mía nướng như chưa nhỉ? Rất ngon luôn nhá. Bạn nào mà chưa được ăn thì thử đi nhá. Mình sẽ thử nhá, mía nướng.
mình có một buổi cắm trại buổi tối, cảm thấy rất là thú vị, rất là vui. Có buổi tối có tiếng ve kêu này, tiếng sầu, tiếng ếch kêu này. Bây giờ mình sẽ đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Buổi tối hơi se lạnh các bạn ạ. Gió thổi hiu hiu, hơi se lạnh tí. Và mùa thu. Nhưng mà cảm thấy rất là vui luôn.